Ôi chị ơi, thời tiết bây giờ chỗ này toàn 8 độ, chị có con nào mà phải rẻ cơ, tránh mưa tránh rét. Rẻ tránh mưa tránh rét thì con này luôn đi. Không những nó rẻ, nó lại còn là xe 7 chỗ luôn. 7 chỗ luôn, ồ đi gia đình thì hợp lý quá nhỉ. Quá hợp lý luôn đấy. Nhưng mà phải rẻ cơ. Ồ rẻ luôn chị nhá, chị nói thật em, con này chưa đến 200 triệu mà em mua con này chị tặng cho em cây quất bên kia. Ui giời, lại tặng cả cây quất nữa. Có nghĩa là biếu cây quất chơi Tết. Chị giới thiệu xem cái mẫu xe này, mẫu xe gì được để em mẫu múc luôn. Mẫu xe này là mẫu xe Captiva 2.9 số sàn, bây giờ chị bán giá rất hợp lý luôn, chỉ có 175 triệu thôi. Ui giời, 175 triệu. 175 triệu một chiếc xe Captiva số sàn, thấy chưa? Mà lại còn 7 chỗ nữa. 7 cái ngồi đó, à, thế nên mới bảo là cái con này nó rộng. Thì mua chiếc xe này thì cái cốp nó rộng để được cây quất, chị tặng em luôn cây quất luôn. Bởi vì thời tiết ở đây bây giờ đang 7-8 độ rồi. Đúng rồi, ngoài Bắc thì nó rất là lạnh luôn. Với cái tầm tiền này tội gì mua một chiếc xe máy SH mấy trăm triệu đúng không? Rồi mà lại vẫn rét. Vẫn rét. Con này nó ấm sực luôn, nó có sưởi mà, ấm lắm. Nhưng mà con này nó có đâm vang ngập nước gì không? Không, xe thì đảm bảo kể cả những cái dòng xe hơn 100 hay là vài trăm hay là mấy chục nhá. Đơn giản như xe mấy chục đi cũng đều bao là không có đâm va tai nạn gì luôn. Đó. Nói chung là va chạm bên ngoài thì nó là điều rất bình thường đối với dòng xe cũ đúng không? Đúng rồi. Đó, 7 ghế ngồi. Khả năng là em thích rồi đấy. Ui con này tránh mưa tránh rét đi, chán thì Tết ra Tết lại bán cho chị. Đổi xe khác. Lại đổi xe khác luôn, ra Tết có tiền lại đổi xe khác. Ra Tết có tiền lại đổi xe sang hơn. Lại đó. Mua mấy con mẹc con mủng đi đúng cho rồi, nó sang. Đấy, đi cho nó quách. Đây, và chia nắng chia mưa đi con này này, rét mướt đi con này cái sướng này. Có màn hình rồi này. Số sàn, con này thì sẵn dùng thôi, sẵn dùng, nói chung sẵn dùng. Mặc dù nó hơi hao xăng một chút, thế nhưng chạy nó đầm và nó trắng. Thế bây giờ em mua có hơn 100 mấy thôi nhưng mà vận chuyển vào Sài Gòn liệu có kịp không chị? Bây giờ vận chuyển Sài Gòn vẫn kịp, chỉ rút hồ sơ là không kịp thôi. Ra Tết rút hồ sơ sau, còn lại thì vận chuyển vẫn kịp luôn. Đó, chỉ có 175 triệu một chiếc xe 7 ghế nhá, Captiva 209.